Tiếp theo tôi sẽ đổ nước vào nha các bạn. Hi, chào mừng mọi người đến với clip tiếp theo của channel Thánh Mộc Trân. Chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ trở lại với món vịt lộn âm bầu cho các bạn kiến thức nha. Các bạn hãy theo dõi clip của tôi nha. Thì các bạn ơi, tôi mới ra chợ mua được mấy quả vịt lộn và một trái bầu nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ xuống bếp chế biến. Ok, bây giờ tôi sẽ gọt bầu thôi. Gọt sạch vỏ nha các bạn. Gọt sạch vỏ rồi trước. Trời mưa nên bầu nó mắc các bạn ơi. Con nửa trái nhỏ nhỏ thì mà tới 10.000 các bạn. Bình thường trái có mấy ngàn mà hôm nay trời mưa quá nó không có bầu. Các bạn chú ý sắt lắc cho dài dài một chút nha. Sắt mỏng quá thì nó nhanh bị rụt lắm. Rồi, đã xong 5 trứng. Bây giờ tôi sẽ nêm gia vị vào cho nó thấm nha các bạn. Tôi bỏ một ít muối nha các bạn. Tiếp theo tôi sẽ đổ nước vào nha các bạn. Chờ cho nó sôi rồi mình đổ bầu vào. Sắp sôi rồi các bạn ơi. Sắp sôi rồi, bây giờ tôi sẽ đổ bầu vào nha các bạn. Nhiều quá các bạn ơi, không biết ăn ấy hay không này. Trời mưa gió lạnh đi làm một xíu rượu mình hấp cái này là rất là ok các bạn nha. Đây các bạn xem, nghe nó mùi rất là hấp dẫn các bạn, thơm phớt luôn, thơm nứt mũi luôn các bạn. Ui da, khói bốc lên nghi ngút luôn. Các bạn lưu ý là bầu chúng ta đừng nên để cho nó chín quá nha các bạn. Nó chín vừa là chúng ta tắt lửa và nếm gia vị cho nó vừa miệng chúng ta thôi. Bây giờ tôi sẽ tắt lửa đây. Ok các bạn ơi, món ăn đã hoàn thành. Bây giờ tôi sẽ múc ra và thưởng thức thôi. Bây giờ tôi sẽ cho thêm một ít hành vào cho nó thơm nha các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ thưởng thức món vịt lộn âm bầu cho các bạn xem nha. Rồi tôi xin mời các bạn. Bây giờ tôi ăn thử một miếng bầu trước. Mời các bạn nha.
bào rất là ngọt các bạn ơi. Trời mưa mà ăn cái này rất là ok các bạn. Tôi sẽ làm thử một miếng trứng nha, mời các bạn nha. Trứng còn nóng hổi luôn, bóc khối luôn nè các bạn. Ăn kèm với rau lâm nha các bạn. Thê quá các bạn ơi. Thật là đá các bạn. Cái này món này mà có xí rượu và làm xí là rất là ok. Đây các bạn, mời các bạn nha. Rất tuyệt vời các bạn ơi. Các bạn nếu thấy món ăn này hấp dẫn thì hãy cho tôi một like, một share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục ăn. Các bạn vào clip tiếp theo của tôi nha. Bye bye các bạn nha.